Ngày 23 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm tới nay, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá 31 băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và bắt 88 đối tượng. Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp nên Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm cướp giật đường phố, trộm cắp tài sản. Nâng cao hiệu quả các tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 kết hợp cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, đáp ứng yêu cầu truy xét nhanh các đối tượng gây án. Cùng với đó là chú trọng công tác quản lý các đối tượng diện nguy cơ phạm tội ở cơ sở, tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các lò độ xe, là nguồn cung cấp xế độ chế để các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên đường. Tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ như cầm đồ, xe gắn máy, trang sức, vàng bạc, cam kết hoạt động kinh doanh đúng quy định.